Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn gọi là Đại Bồ Tát. Vậy danh từ này có ý nghĩa gì? Phật bảo thiện hiện. Vô cú nghĩa là cú nghĩa của Bồ Tát. Vì sao thiện hiện? Vì Bồ Đề không sanh, tát đỏa chẳng có, cú nghĩa ở trong lý bất khả đắc ấy. Nên vô cú nghĩa là cú nghĩa của Bồ Tát thiện hiện ví như trong không trung thật không có dấu vết của chim cố nghĩa của bồ tát cũng lạ như vậy thật không có sở hữu thiện hiện ví như cảnh trong mộng thật không có sở hữu cố nghĩa của bồ tát cũng lạ như vậy thật không có sở hữu thiện hiện ví như trò ảo thuật thật không có sở hữu cố nghĩa của bồ tát cũng lạ như vậy thật không có sở hữu thiện hiện ví như quáng nắng thật không có sở hữu cú nghĩa của bồ tát cũng lại như vậy thật không có sở hữu thiện hiện ví như ảnh trong gương tiếng vang hình dạng biến hóa thật không có sở hữu cú nghĩa của bồ tát cũng lại như vậy thật không có sở hữu thiện hiện ví như cú nghĩa chân như thật không có sở hữu cú nghĩa của bồ tát cũng lại như vậy thật không có sở hữu Thiện hiện ví như cố nghĩa pháp giới thật không có sở hữu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa pháp tánh thật không có sở hữu, cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cố nghĩa tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định pháp trụ thật tế, thật không có sở hữu. Cố nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu thiện hiện ví như cú nghĩa sắc cho đến cú nghĩa thức của nhà ảo thuật thật không có sở hữu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa nhãn xứ cho đến cú nghĩa ý xứ của nhà ảo thuật, thật không có sở hữu, cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu thiện hiện ví như cú nghĩa sắc xứ cho đến cú nghĩa pháp xứ của nhà ảo thuật thật không có sở hữu cú nghĩa của bồ tát cũng lại như vậy thật không có sở hữu thiện hiện ví như cú nghĩa nhãn giới cho đến cú nghĩa ý giới của nhà ảo thuật thật không có sở hữu cú nghĩa của bồ tát cũng lại như vậy thật không có sở hữu thiện hiện ví như cú nghĩa sắc giới cho đến cú nghĩa pháp giới của nhà ảo thuật thật không có sở hữu Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lạ như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như cú nghĩa nhãn thức giới cho đến cú nghĩa ý thức giới của nhà